Năm thứ hai tốt nghiệp, ban đầu liền yêu cầu phải có nhất tự đấu khải. Hồn đạo chiến cờ cũng muốn tiếp tục luyện tập, lần này có thể theo thiên đường tinh bình an trở về. Cùng với hắn tại trong hồn đạo chiến cờ, điều khiển năng lượng có quan hệ rất tốt, có liên quan tới cơ giáp điều khiển, cũng muốn nhiều tu luyện một chút. Năm thứ hai, liền làm tích lũy ý niệm đi. Đợi đến năm thứ ba thời điểm, chính mình lại đột phá tứ hoàn. Khi đó, thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ có rất lớn một bộ phận tăng lên. Nhìn sáng vẻ của người rất là hỏa huệ thỏa mãn, Bạch Tú Tú đột nhiên nghiêng đầu nhìn vào phía của Lam Hiền Vũ rồi nói ra. Đúng, thân là lớp trưởng, ta đang tự hỏi rằng tiếp xuống một năm này muốn thế nào dẫn đầu chúng ta ở lớp thực nghiệm tinh chiến trở lên càng thêm cường đại. Ngươi có phải hay không là hết sức khâm phục? Lam Hiền Vũ có một chút đắc ý nói. Bạch Tú Tú thản nhiên nói, ta cảm thấy ngươi đầu tiên muốn cân nhắc sự tình là như thế nào ngành đón học viện nửa giận đi. Chúng ta hồn đạo máy truyền tin có hay không có thể mở máy? Lam Hiền Vũ cứng đờ, hắn còn thật sự đã chút quên. Đúng vậy, bọn hắn còn có một cái vấn đề rất lớn phải giải quyết. Đường môn phi thuyền nay còn tại vận mệnh của hắn chi hoàn bên trong nắm đấy, rất chiếm địa phương. Đến với học viện sở lê khác, ngoại viện phòng làm việc của viện trưởng, anh Lạc Hồng đang ngồi ở sau bàn công tác xử lý công vụ tại nàng văn phòng một bên. Đứng đây hai người bất ngờ chính là Nguyên Ân Huy Huy cùng với Đường Vũ Cách. Hai người ngoan ngoãn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đúng vào lúc này hồn đạo thông tin vang lên, anh Lạc Hồng kết nối. Lưu Phong cùng với Tiền Lỗi phi thuyền đến rồi, tốt, nắm hai cái tiểu gia hỏa này cho ta tiếp trở về, đi thẳng đến phòng làm việc của ta. Nghe anh Lạc Hồng nói, nhất về tới trước Nguyên Ân Huy Huy cùng với Đường Vũ Cách liếc nhau, hồi trở lại tớ làm gì, trở về đứng phạt chứ sao. Đúng vào lúc này, anh Lạc Hồng hồn đạo máy truyền tin lần nữa vang lên. Liên này khi mà nàng kết nối thông tin thời điểm, trên mặt biểu lộ ra lại hết sức cung kính. Lão sư, vâng, Lam Minh Vũ còn chưa có trở về đây. Bọn hắn trở về lập tức thông chi cho ta, người của đường môn còn tại chỗ của ta đây này. Một bên khác chuyển đến Uông Thiên Vũ bằng lãnh âm thanh. Đứng ở trong góc nhỏ, Nguyên Ân Huy Huy cùng với Đường Vô Cách đều cảm thấy da đầu có một chút run lên. Chuyện lần này thật sự là có hơi lớn, liên Uông các chủ đều là đã bị kinh động mà lại xấu như không phải rất cao hứng. Hiền Vũ, ngươi lúc nào thì trở về, áp lực lớn như vậy ngươi gánh vác được sao? Đến với hồn đạo đoàn tàu, hắt xì, ngươi đáng nhắc tới ta đấy. Trở về lập tức liền trở về, Tú Tú mở ra cái khác máy truyền tin đi, coi như bị mắng cũng sẽ đi lại nó chứ. Làm Bạch Tú Tú cùng với Lam Hiền Vũ đứng tại trong học viện sở lê khác trước cổng chính thời điểm, Bạch Tú Tú có một chút do dự nói, chúng ta thật sự cứ như vậy trở về, người nghĩ kỹ làm sao bây giờ, chuyện lần này có chút lớn đấy. Lam Hiền Vũ lúc này cười híp mắt rồi nói, không có việc gì, không có việc gì. Yên tâm đi, ta đã tự nhiên chuẩn bị sớm, chúng ta cũng không có làm gì cả. Không có làm gì, cái này vẫn tính là không có làm gì, ngươi còn muốn như thế nào mới là làm gì đây? Không đợi Bạch Tú Tú lại mở miệng, Lam Hiền Vũ đã lôi kéo nàng đi vào trong học viện. Vẫn là học viện sử lẽ khác, bên trong sinh mệnh khí tức làm nồng đẫm, nhất là càng đến gần Hải Thần Hồ phạm vi, sinh mệnh khí tức mức độ đậm đặc nên là càng mạnh. Vừa đi, Lam Hiền Vũ cuối cùng mở ra chính mình hồn đạo máy truyền tin. Rất nhanh, một chuỗi tích có tiếng nổ đùng đùng liên tiếp vang lên, không biết có nhiều ít cái tin tức tràn vào. Tắt máy là không có cách nào tiếp nhận thông tin, nhưng tin tức vẫn là có thể. Lam Hiền Vũ lại là nhìn cũng chưa từng nhìn, mặt không đổi sắc hướng chủ xã học lờ hướng đi đến. Có muốn không, ngươi về trước ký túc xá đi, ta đi nắm sự tình giải quyết. Lam Hiền Vũ đột nhiên quay đầu nói với Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú lại lắc đầu rồi nói, cùng ngươi cùng một chỗ. Được, Lam Hiền Vũ lúc này cũng không có lại nhiều khuyên. Rất nhanh, chủ giáo học lầu đã đang nhìn, Lam Hiền Vũ cất bước mà vào, đồng thời bấm một cái mã số. Cơ hồ là tại kết nối ở trong nháy mắt, một bên khác liền truyền tới một nóng nảy âm thanh. Tiểu hỗn đàn, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi liền không thể yên tĩnh điểm sao? Một cái thì cuối kỳ ngươi cũng làm ra chuyện lớn như vậy. Ngươi có biết hay không, quan hệ này đến đường môn của mỗi sự lẽ khác quan hệ. Ngươi có phải hay không, đầu óc nước vào rồi? Lam Hiền Vũ nắm hồn đạo máy truyền tin cách mình xa xa, coi như vậy hắn phảng phất đều có thể cảm nhận được đường chấn hòa nước bọt bắn tung tóe. Ta thân yêu lão sư ơi, ngài yên tâm chớ vội, ta cũng không có làm cái gì. Lam Hiền Vũ lúc này âm thanh bên trong tràn đầy vô tội. Không có làm cái gì, ngươi còn muốn làm gì đây? Ngươi liền người của đường môn cũng dám trói lại, còn nắm phi thuyền đều cho loạn đi. Ngươi học được bản sự, có khả năng, ngươi đang ở đâu? Ngươi còn có trở về hay không xử lý khác đây? Đường chấn hoa tiếng gầm gừ càng ngày càng mãnh liệt. Ôi, ta đã trở về rồi lão sư, ta ngay tại chủ giáo học lâu đây, mới vừa rồi vừa vào cửa.
La Mèn Vũ có một chút bất đắc dĩ nói: "Trở về rồi, chủ giáo học lâu, người trước chờ một chút." Nguyên bản cực kỳ phẫn nộ Đường Chấn Hóa, âm thanh đột nhiên bình phục trở lại, lo lắng rồi nói: "Đừng lên đi, trước đừng đi anh Lạc Hồng cái kia, ngươi chờ ta lập tức tới ngay, ta cùng với ngươi cùng tiến lên, còn có người tròn thụ lão đánh tung tín đem hắn thỉnh tới." La Mèn Vũ sờ lên mũi: "Đừng phiền toái với thụ lão đi, lão sư không có chuyện gì ta." Hắn lời còn chưa nói hết, một bên khác thông tin liền đã sập máy. Bây giờ còn chưa khai sáng, chủ giáo học lâu bên trong tự nhiên là một mảnh quặn lẽ. La Mèn Vũ có một chút dò dự một chút, vẫn là giống như chờ đợi Đường Chấn Hòa tối lại đến đi. Sau đó hắn lại bấm một cái thông tin dãy số, cùng bên kia thấp giọng trao đổi vài câu. Có một chút thông tin coi như Đường Chấn Hòa không nhắc nhở, hắn cũng là nhất định sẽ đánh. Thời gian không dài, Đường Chấn Hòa liền như là gió xuất hiện. Mới vừa rồi xuất hiện, liền làm một bàn tay hướng La Mèn Vũ đầu quất tới. La Mèn Vũ chuồn xuống thân, dưới chân trượt đi liền té tránh đến một bên. Lão sư quân tử động khẩu không động thủ. Đường Chấn Hoa cả giận nói: "Còn động khẩu không động thủ, ngươi liền gây chuyện mà đi ngươi đi. Anh Lạc Hồng cái kia bàn hướng đều chỉ là vào người của ta mũi mắng ta bao nhiêu lần ngươi biết không? Ngươi biết lão tử chuyện này kỳ là thế nào hay sao? Đều là bởi vì ngươi, ngươi liền không thể cho ta yên tĩnh mấy ngày sao?" La Mèn Vũ một mặt ủy khuất nói: "Lão sư ta đây không phải trở về rồi sao? Chúng ta hiện tại liền đi thấy viện trưởng đi." Đường Chiến Hoa nộ hừ một tiếng: "Ngươi cẩn thận một chút, chờ một lúc nữa thành khẩn nhận lầm, còn có chiến hạm nhanh giao ra, đến lúc đó ta mang theo ngươi đi cùng với người của Đường Môn nhận lầm, thái độ nhất định là phải thành khẩn, ta nhìn một chút, tận lực tranh thủ liền cho ngươi một cái bên trong xử phạt, nắm vấn đề giải quyết." "Lão sư, giao cho ta đi, ta biết phải làm sao, ta đều nghĩ kỹ rồi." La Mèn Vũ lúc này vội vàng an ủi. Đừng nhìn Đường Chiến Hoa muốn rút hắn, nhưng La Mèn Vũ trong lòng lại là nóng một chút. Hắn biết lão sư đây là sự thực sự quan tâm chính mình, trong lòng cũng là tràn đầy áy náy. Tắt máy liền ngày như vậy, vẫn là phải trước cùng với lão sư thông báo một chút. "Lão sư thật xin lỗi, nhưng ngày lo lắng." La Mèn Vũ hướng về Đường Chiến Hoa thật sâu bái. Nhìn hắn thành thật như vậy khẩn bộ sáng, Đường Chiến Hoa không khỏi sửng sốt một chút. Khí lập tức liền tiêu tiểu không ít, hừ một tiếng rồi nói: "Không khai người ghen là tầm thường, ta luôn luôn chủ trương có thể giày vò mới tốt, có điều tiểu tử người cũng cho ta khống chế tại trong phạm vi nhất định. Ngươi giày vò trình độ nếu là người lão sư ta có thể chấp nhận mới được, mới có thể bảo vệ được ngươi, đừng để ta lại như vậy bực mình được hay không? Đây cũng chính là ngươi, đối với học viện khác chỉ sợ trực tiếp liền bị khai trừ, còn muốn truy cứu trách nhiệm ngươi có thể hay không đấy?" La Mèn Vũ đúng là không sống bình thường, thiên phú của hắn, năng lực của hắn, lại thêm còn có sinh mệnh học phái che chở, bằng không mà nói sư Lê Khắc đã sớm truy nã hắn, muốn hắn bắt về rồi. "Lão sư ta sai rồi, về sau sẽ không như vậy, ta nhất định cẩn thận." La Mèn Vũ vội vàng nói. "Hừ, đi thôi, đi đi, ngươi chờ một lúc có một chút màu sắc, anh Lạc Hồng nếu như là muốn đánh ngươi, ngươi liền để nàng đánh hai lần sẽ không thiếu khối thịt biết không?" Đường Chiến Hòa tức giận. "Vâng, hiểu rõ." Vào thang máy, Đường Chiến Hoa nhìn một chút La Mèn Vũ, nhìn lại một chút bên cạnh ngoan ngoãn một mực không lên tiếng Bạch Tú Tú, trong lòng cũng là có một chút khẩn trương. Hắn như trước là rất rõ ràng anh Lạc Hồng này chút thiên kìm nén nhiều ít lửa giận. Cửa thang máy mở ra đến tầng cao nhất, anh Lạc Hồng văn phòng nhóm đã mở, La Mèn Vũ còn chưa đi vào, liền đã thấy ở bên trong đứng thành một hàng đồng bạn. Tiền Lỗi, Lưu Phòng, là Mộng Cấm, Đường Vũ Cách cùng với Nguyễn Ân Huy Huy, năm cái người cũng đã trở về. La Mèn Vũ tặng hắn một cái dạo chơi mà vào, năm người hùng ngang hướng hắn nháy mắt, hắn lại cũng không thấy giống như vậy. "Ồ, các ngươi làm sao để ở nơi này vậy? Viện trưởng tìm các ngươi có chuyện gì sao?" La Mèn Vũ lúc trước trên mặt ủy khuất toàn đều biến mất, thay vào đó là gương mặt kinh ngạc, cạnh như không có chuyện gì đi tới anh Lạc Hồng văn phòng, đang ở cúi đầu viết đồ vật anh Lạc Hồng, tay cứng ngắc lại một thoáng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đi tới La Mèn Vũ cối Bạch Tú Tú. "Viện trưởng nghe khỏe chứ?" La Mèn Vũ lúc này rất cung kính hướng anh Lạc Hồng hành lễ. "Trở về rồi sao?" Anh Lạc Hồng hết sức bình tĩnh nói, tầm mắt tùy theo nhìn thoáng qua đi theo hắn một bên chính là Đường Chấn Hoa. Đường Chấn Hoa trong lòng tự nhủ, hỏng rồi, hắn hiểu rất rõ anh Lạc Hồng, lúc trước cùng hắn lúc trở mặt liên là vẻ mặt này, đây là cực kỳ phẫn nộ biểu hiện. Anh Lạc Hồng không tiếp tục để ý tới La Mèn Vũ, mà là bấm một hồn đạo thông tin, cung kính đối với một bên khác. "Lão sư, La Mèn Vũ trở về rồi."
Dập máy thông tin về sau, anh Lạc Hồng chỉ đứng ở nơi đó không biết bao lâu năm người. La Mền Vũ lúc này rất hiểu chuyện, lập tức lôi kéo Bạch Tú Tú đi tới, cùng đồng bạn đứng chung một chỗ. Nội viện trưởng xử lý, nội viện xử lý xong ngoại viện lại nói. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói, Đường Chấn Hoa nhịn không được sẽ nói, chuyện này có phải hay không trước nghe một chút Hiền Vũ nói thế nào, bọn hắn dù sao vẫn chỉ là hải tử. Anh Lạc Hồng nhìn hắn một cái, hai tử liền có thể muốn làm gì thì làm, tuổi còn nhỏ liền chiến hạm cũng dám đoạt, lớn lên làm sao bây giờ, có phải hay không nắm toàn bộ học viện sử lai khác đều cho tận diệt rồi. Đường Chấn Hoa trầm giọng nói, nhưng bọn hắn dù sao cũng là học sinh của chúng ta,